Hello anh em, lại là mình, vô đồ vật đến từ KTM và Hot Fana Sài Gòn. Đây chắc hẳn sẽ là video các anh em mong chờ nhất. So sánh Supermoto 701 và SMC R đến từ nhà KTM. Mọi người đón xem với Dương nha. Rồi, Dương nó quay trở lại rồi đây. Tại trước mặt anh em đây là hai mẫu xe đến từ nhà KTM và Hot Fana. KTM 690 SMC R và 701 Supermoto. Thì hôm nay Dương sẽ làm video để so sánh chi tiết hai mẫu Supermoto đến từ hai hãng có thể là tên gọi khác nhau nhưng mà nó cũng có những cái điều liên quan với nhau rất là mật thiết. Anh em đón xem video clip này với Dương nha. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Dương. Thì trước mặt anh em đây là KTM 690 SMC R và bên phải đây là 701 Supermoto. Thì đầu tiên Dương sẽ nói về ngoại quan của hai xe này. Thì hai xe đang sở hữu một cái ngoại hình khá là tương đồng với nhau, tuy nhiên là nó sẽ có những cái điểm hơi khác biệt một chút. Thì chúng ta sẽ nói trước về cái phần đầu đèn. Thì KTM 690 SMC R đang sở hữu một cái đầu đèn là halogen. Và bên đây thì cái đầu đèn này cũng sử dụng bóng halogen, nhưng mà cái phần chóa đây nó có phần là vuông vức và nhô ra ngoài hơn. Và nó có tiết diện sẽ hơi nhỏ hơn là cái con KTM 690 SMC R ha. Rồi, về phần dàn áo thì chúng ta sẽ thấy là cái phần về trước của 690 SMC R nó sẽ là có cái phần này nó vuốt được nhọn hơn. Nhọn hơn để nó đi cái tông với lại là cái đầu đèn của nó, cái ngôn ngữ thiết kế của KTM nó sẽ là như vậy. Còn qua tới 701 Supermoto thì vẫn là đi theo cái ngôn ngữ của đầu đèn. Thì trên đây vuông và dưới này cái phần về trước nó cũng sẽ hơi vuông một chút. Rồi, về phần yên xe chúng ta sẽ có thể thấy cameraman quay xa ra một chút thì chúng ta sẽ thấy được cái phần yên xe của KTM 690 SMC R nó có phần là thon gọn hơn. Anh em có thể để ý chỗ này nè, cái phần yên này nó sẽ là thon gọn hơn và nó nhỏ hơn trên cái con 701 Supermoto. Supermoto chúng ta sẽ có cái phần yên nó kéo dài hơn một chút. Đây, bên đây các bạn sẽ thấy cái phần yên của 701 Supermoto nó sẽ kéo dài từ phía trên này trải dài xuống cái phần dàn áo hai bên luôn. Đó, thì Dương cảm giác ngồi của hai cái con này á, thì Dương ngồi thử hai con thì Dương thấy cái con 701 Supermoto này nó cho cái phần yên êm ái hơn, do là nó có cái tiết diện rộng hơn. Trên 690 thì nó hơi hẹp chút ha anh em. Rồi, về cái phần dàn áo phía sau thì cái phần bụng này chúng ta sẽ thấy là trên cái con 701 Supermoto này nó có cái phần dàn áo chỗ này nó sẽ rộng và nó có vẻ hơi bầu hơn một chút. Nhìn nó sẽ cảm giác được là cái xe nó đầy đặn hơn. Còn qua bên 690 SMC R chúng ta sẽ có cái phần bụng nó thon gọn hơn. Nó vuốt ôm trọn nhiều hơn. Thon gọn hơn phía sau này ha, nhìn cái xe nó sẽ khỏe khoắn và thể thao hơn một chút. Rồi cả hai xe đều có phần bình xăng được bố trí phía sau. Đây, camera quay gần lại cái phần bình xăng ha. Bình xăng mình sẽ đổ xăng ở đây nha mấy bạn. Đổ xăng ở phía sau. Đó, rồi. Ây da, kẹt tay. Rồi, cái phần khung sườn thì chúng ta sẽ thấy là khung sườn này là đang thừa hưởng cái thiết kế lẫn nhau, cho nên nhìn nó khá là giống nhau ha anh em, nó không có khác gì nhiều hết. Rồi, phần vỏ xe, gấp các thứ là hai xe nó đang là chia sẻ với nhau, nó đang sử dụng chung cái nền tảng đó, cho nên là sẽ không có khác biệt quá nhiều. Tiếp theo đây Dương sẽ nói chi tiết hơn về phần máy móc cũng như công nghệ của 690 SMC R và 701 Supermoto cho anh em được rõ hơn. Thì có một điều khá đáng tiếc là mỗi xe về được hai chiếc, thì mẫu 701 Supermoto này đã được anh em yêu thương và bán hết hai chiếc rồi. Còn mẫu KTM 690 SMC R này thì còn lại một chiếc này, cũng đã bán một chiếc rồi. Dương đang rất là mong chờ để kiếm được một cái người tiếp theo sở hữu cái mẫu 690 SMC R này. Tại vì Dương đặc biệt rất là thích cái màu của KTM. Cái màu này của KTM trên 690 rất là đẹp. Nó phối màu xám xi măng với màu cam rất là hài hòa. Màu này anh em đi trên đường là bao là nổi bật luôn. Cộng thêm đó cái bộ tem này là bộ tem sơn nha anh em, chứ không phải là tem dán, nó sơn lên dàn áo luôn. Cái màu cam này Dương rất là thích. Màu cam là màu của sự trẻ trung, sự tự do, cho nên KTM mới chọn màu cam để thể hiện cho cái màu sắc đại diện cho thương hiệu mình.
Ok, các bạn đợi một chút nha, Dương sẽ quay trở lại và review chi tiết những cái công nghệ đang có trên 690 SMCR cũng như là 701 Supermoto. Rồi, nói chi tiết về phần động cơ của xe thì cả hai xe 690 SMCR và 701 Supermoto đang sở hữu khối động cơ LC4 huyền thoại từ KTM. Husqvarna cũng sở hữu động cơ như vậy nhưng mà chỉ là thay đổi cái thương hiệu thôi, do KTM nó đã sở hữu luôn cái mảng moto của Husqvarna rồi. Thì đây là động cơ Cylinder có dung tích cc lớn nhất là 700cc và cho ra 74 mã lực. Các anh em có thể tưởng tượng được là động cơ một xi lanh mà 74 mã lực nó sẽ kinh khủng đến mức nào ha. Rồi, đây là máy làm mát bằng dung dịch, động cơ làm mát bằng dung dịch. Rồi, về phần dàn chân, chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về phần dàn chân. Thì dàn chân của hai xe đều sở hữu là niền căm, niền đi căm và là vỏ túp led. Nhưng mà chúng ta sẽ có một cái vỏ hơi khác nhau một chút ở trên KTM 690 SMCR thì sử dụng là Bridgestone. Còn vỏ ở trên 701 Supermoto là sử dụng hãng Continental. Hai cái vỏ nó sẽ hơi khác nhau một chút. Rồi, về phần phục thì chúng ta có ở đây là WB Apex 48mm và sử dụng công nghệ ở đây là Open Cartridge. Nói nôm na là cái phục này nó sẽ cung cấp được nhiều dầu hơn cho anh em cái hành trình nhún nó êm ái hơn. Và cặp phục này là có thể tùy chỉnh được compress và rebound ở phía trên luôn. Chúng ta có thể thấy rõ ở đây là hai cái núm chỉnh của nó ha. Rồi, ok anh em. Phần phục sau cũng là WB Apex và là có thể tùy chỉnh được fully adjustable luôn, là compress, rebound và reload luôn nha anh em. Nói chung là xe này là xe cào cào đi phố mà bá đạo nhất trong thời gian hiện tại luôn rồi đó. Dàn phục cực kỳ xịn sò. Rồi, chúng ta sẽ nói thêm một chút về công nghệ của hai xe. Thì cả hai xe đều đang sở hữu cái công nghệ rất là an toàn cho người lái. Đó là ABS trước sau là chắc chắn có ha. Và chúng ta có một chế độ nữa là off-road ABS. Thì cái chế độ này sẽ giúp anh em là chạy những cái đường xấu, nó cho phép khóa bánh sau tạo cái độ bám nhiều hơn, nhưng mà vẫn giữ ABS trước nhằm an toàn cho anh em. Rồi cộng thêm đó là chúng ta sẽ có traction control, kiểm soát xoáy bánh. Thì khi anh em vặn ga, xoắn ga, mắt đọc ABS sẽ hoạt động đo được cái vòng quay của bánh sau và bánh trước. Nếu mà bánh sau có xu hướng quay nhanh hơn, nó sẽ tự động ngắt bướm ga để cho bánh sau nó hãm lực kéo lại, nó giữ an toàn cho anh em. Và cộng thêm đó là chúng ta sẽ có hai mốt chạy cho phiên bản 690 SMCR và 701 Supermoto. Cái mốt đầu tiên thì chúng ta gọi là mốt Sport ở trên 701 Supermoto. Thì khi mà chúng ta để cái mốt này thì cái ga nó sẽ dịu dàng hơn, giúp cho anh em đi phố nó được thoải mái hơn. Và cái mốt thứ hai là cái mốt nói nôm na nó giống như là mốt race á. Thì để mà cái bướm ga nó cung cấp cái lực nhạy hơn và cái máy nó được full công suất hơn, có thể giúp anh em chạy ở những cái đường xấu, những cái lúc mà mình muốn enjoy cái xe nhiều hơn thì mình có thể chỉnh qua cái mốt thứ hai. Và đặc biệt là cái traction control có thể là tắt mở ở trên xe này luôn, bằng một nút bấm ở đây thôi là chúng ta có thể tắt được cái chế độ traction control rồi. Rồi ha, cộng thêm đó là xe này cũng sở hữu là cornering ABS, có nghĩa là ABS trong cua, thì anh em có thể an toàn khi mà đang thực hiện cái khúc cua mà mình muốn hãm phanh, nó sẽ dìu cái xe mình đi hết khúc cua một cách ok hơn. Rồi, mình cũng quên nói về những cái trang bị về phanh thắng cũng như heo dầu. Thì chúng ta có ở đây là heo dầu trước sau của Brembo. Brembo thì chắc là anh em chơi xe cũng là biết rồi ha. Và chúng ta sẽ có ở đây nè. Đó, anh em có thấy Brembo không? Rồi, và dĩa trước dĩa sau của KTM 690 SMCR và 701 Supermoto là dĩa gaffer luôn, mà là gaffer floating nha anh em. Đó, tức là có nghĩa là nó trang bị sẵn đĩa đồ chơi cho anh em luôn, anh em không có cần quan ngại về những cái update nữa. Như hồi nãy Dương cũng đã có chia sẻ thì mẫu 701 Supermoto hiện tại là đã bán hết rồi. Thật là đáng buồn nhưng mà không sao, chúng ta vẫn còn một chiếc sở hữu chung nền tảng ở đây, KTM 690 SMCR với phối màu cam xám cực kỳ là nổi bật. Thì xe này là xe nhập Á nguyên con nha anh em, không có phải sản xuất ở châu Á. Và hiện tại mẫu KTM 690 SMCR này đang được trưng bày tại showroom luôn, với chiều cao yên là 809. Thì xe này chỉ có thể là phù hợp với những anh em khoảng 1m7 trở lên thôi. Những anh em nào thấp hơn 1m7 thì có thể mình sẽ hơi nhón chân một chút. Nhưng mà KTM cũng có hỗ trợ anh em là có thể đặt được những cái kit hạ phục để cho cái xe nó thấp xuống, để anh em có thể dễ dàng điều khiển hơn.
những anh em nào yêu thích cái dòng xe cào cào đi phố này với động cơ siêu khủng như thế này thì anh em có thể ghé showroom, gọi số điện thoại Dương để cho màn hình để gặp Dương. Dương sẽ tư vấn chi tiết hơn về xe, giá bán, những chương trình khuyến mãi cũng như là chương trình trả góp đối với lại KTM 690 SMCR ở đây. Mọi thông tin về xe cũng như giá bán, anh em có liên hệ số điện thoại Dương để cho màn hình. Số điện thoại Dương có Zalo luôn, anh em cứ thoải mái nhắn tin gọi điện, Dương sẽ tư vấn nhiệt tình. Vì chỉ còn một chiếc duy nhất thôi, Dương cũng rất mong là sớm tìm được chủ nhân cho mẫu KTM 690 SMCR này. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Dương. Hẹn mọi người ở một cái clip sau. Hy vọng là anh em nào quan tâm đến hãng KTM và Husqvarna, quan tâm dòng xe nào hoặc là so sánh giữa xe nào với xe nào, anh em cứ mạnh dạn comment ở dưới, Dương sẽ sẵn sàng để làm clip so sánh cho anh em xem, cũng như là test xe trực tiếp những cái công nghệ cho anh em xem. Hẹn gặp anh em tại showroom KTM số 65 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Sa La nha.